qua buổi tọa đàm này thì bởi vì nó nằm trong chuỗi sự kiện của công ty kinh doanh pháp luật nên là nó chính là cái buổi định hướng cho đặc biệt là những buổi định hướng cho những thí sinh của cuộc thi có thể hiểu rõ hơn về một trong những nhóm người dễ bị tổn thương để họ có thể tham gia, và đấy là một cái tài liệu tham khảo để họ có thể khai thác tốt hơn về cái đề tài của mình trong cuộc thi kinh doanh pháp luật 10 năm. Bên cạnh đó thì cuộc thi tọa đàm ngày hôm nay chính là một cái buổi mà để truyền thông, để giúp cho việc tuyên truyền về quyền và những người dễ bị tổn thương có thể quảng bá rộng rãi hơn trong các bạn sinh viên nói riêng và các dân cư trên địa bàn Hà Nội nói chung.